Trong chiến tranh hiện đại, không có ranh giới giữa nước mạnh và nước yếu. Việt Nam là nước không hề dễ động vào. Họ hoàn toàn có khả năng giáng trả những đòn chí mạng của Trung Quốc nhờ hệ thống tên lửa, máy bay chiến đấu hiện đại. Đó là những lời nhận định đang gây tranh cãi trên mạng xã hội xứ Trung những ngày vừa qua. Trong đó, quân đội Việt Nam được tác giả bài báo nhắc tới như một đội quân thiện chiến và lành nghề có thể dễ dàng đánh tay đôi với quân đội Trung Quốc. Vậy thực hư điều này ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua video này. Cụ thể, tờ Hoàn Cầu Thời báo, một trong những tờ báo hàng ngày lớn và uy tín của Trung Quốc, được xuất bản bởi Tập đoàn Báo chí Nhân dân, tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tờ báo này gần đây đã dẫn lại bài viết đăng trên tạp chí quân sự nổi tiếng Canwha của Canada về nền quân sự Việt Nam, đồng thời so sánh nó với Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo còn nêu rõ số lượng máy bay Su-30 MK2 và Su-22 của Việt Nam. Chưa rõ, tờ báo chính thống của nhà nước Trung Quốc này đề cao sức mạnh quân sự của Việt Nam nhằm mục đích gì, bởi người xưa có câu thổi cho nó chết, ám chỉ những hành động tâng bốc đối phương quá lố để họ sinh chủ quan, từ đó lộ sơ hở. Mà dùng nhuần nhuyễn kế sách này còn ai khác ngoài Trung Quốc? Mới chỉ vài tháng trước thôi, tờ báo này liên tục có những bài viết với giọng điệu hiếu chiến, đi đầu trong việc hô hào trừng phạt nhiều nước khi quan hệ căng thẳng liên quan đến biển đảo, trong đó có Việt Nam có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, với những bằng chứng không thể chối cãi. Trong bài viết, Việt Nam không dám đối đầu quân sự với Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo còn nói, Việt Nam không dám nổ súng vào Trung Quốc bởi sức mạnh chắc chắn bị đánh bại. Trái ngược với nhận định có phần khoa trương này, Tân Hoa Xã, cơ quan báo chí trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung Quốc, ngay sau đó lại đăng tải bài viết có tựa đề Đặc công nước Việt Nam thiện chiến nhất Đông Nam Á. Nguyên văn bài viết được đăng tải trên Tân Hoa Xã đang được lan truyền chóng mặt tại các trang mạng xã hội nước này như sau. Việt Nam, Philippines, binh lực yếu, dễ đánh. Nhiều người Trung Quốc có lẽ đều nghĩ là như vậy. Trên thực tế, vũ khí chính xác và tên lửa mới là những thứ quyết định nhiều điều trong chiến tranh hiện đại. Ngày nay, những cuộc chiến trên biển không có ranh giới giữa nước mạnh và nước yếu. Trận chiến tranh giành đảo Maldives giữa Anh và Argentina hồi năm 1982 là một ví dụ tiêu biểu cho hải chiến hiện đại. Một bên là nước Anh với hải quân không quân tinh nhuệ, một bên là Argentina với không quân hải quân yếu hơn nhiều. Vậy còn cách biệt tương tự giữa Trung Quốc và Việt Nam hay Philippines là bao nhiêu? Kết cục sẽ thế nào? Trở lại cuộc hải chiến Anh-Argentina hồi thế kỷ trước, khi phải đối diện lực lượng hùng hậu của Anh, người Argentina dường như tránh đụng độ trực tiếp trên biển. Thay vào đó, họ dùng không quân. Cho dù vũ khí hiện đại thực sự của Argentina khi đó chỉ có 5 chiến đấu cơ Dassault Breguet Super Etedas còn hoạt động và 5 tên lửa chống tàu Isocet cũng của Pháp. 5 lần phóng, 3 lần trúng mục tiêu và 2 chiến lợi phẩm là tàu khu trục Selfish và Atlantic Convoy của Anh. Ngoài ra, Argentina còn dùng 30 máy bay cường kích A4 để tấn công tập trung vào các mục tiêu là chiến hạm Anh. Khi kết thúc trận chiến, Anh mất hơn 6 chiến hạm cỡ lớn. Điều này cho thấy một đặc điểm trong hải chiến hiện đại, lực lượng không quân của hải quân đóng vai trò quyết định cho chiến thắng. Đó là bởi nó có tầm chiến đấu xa, hạ gục mục tiêu bằng pháo và tên lửa. Trong trận hải chiến Anh-Argentina, tên lửa hạm đối hạm của hai nước hầu như không phát huy tác dụng. Về tiềm lực không quân, Việt Nam được cho là có nhiều chiến đấu cơ Su-30 M2, lực lượng rất có uy lực. Su-30 M2 của Việt Nam có những tính năng tổng hợp của hai chiến đấu cơ chính của Trung Quốc là Su-30 MKK và Su-30 MK2. Có thể nói, chiến đấu cơ Việt Nam bằng hai chiến đấu cơ Trung Quốc ghép lại. Su-30 M2 của Việt Nam có thể sử dụng tên lửa KH-59TE tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất, cũng có thể sử dụng những loại tên lửa không đối hạm được trang bị cho không quân Nga. Trong khi đó, Su-30 MKK của không quân Trung Quốc không được trang bị hệ thống tên lửa không đối hạm KH-31. Sắp tới, Trung Quốc có thể được trang bị loại tên lửa này hay không thì cũng khó đoán được.
đội Su-30 MK2 của Việt Nam có thể dùng tên lửa không đối hạm tấn công mục tiêu trên vịnh Á Long, đảo Hải Nam, quân cảng chiến lược của Trung Quốc. Chiến đấu cơ Việt Nam cũng có thể tấn công căn cứ hạt nhân thứ hai của Trung Quốc tại Hải Nam, tấn công tàu tên lửa hạt nhân chiến lược 094, khu trục hạm tên lửa đạn đạo 052C và căn cứ tàu sân bay. Với bán kính chiến đấu 1.500 km, những căn cứ quân sự Trung Quốc ở Trạm Giang, Côn Minh, Nam Ninh và những căn cứ quân sự quan trọng khác đều nằm trong phạm vi tấn công của Không quân Việt Nam. Chỉ tính riêng điểm này, có thể thấy Việt Nam đủ sức giáng đòn chí mạng vào Trung Quốc. Đó là còn chưa tính tới việc Việt Nam sở hữu hệ thống phóng Patton với những quả tên lửa Yorkon được cho là uy lực nhất thế giới hiện nay. Loại tên lửa với tầm bắn 300 km này hoàn toàn có thể tấn công trực tiếp căn cứ Trung Quốc tại Vịnh Á Long. Để bắn chìm tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc cùng lắm chỉ cần 2-3 quả tên lửa Yorkon. Ngoài ra, Việt Nam còn nhiều chiến đấu cơ Su-22 đã được nâng cấp. Chiến đấu cơ này mang theo tên lửa diệt radar KH-28 với tầm bắn 110 km và tên lửa hành trình KH-29T. Điều này có thể mang lại hiệu quả giống như quân đội Argentina đã từng làm với quân đội Anh trong trận hải chiến Manivas. Điểm đặc biệt thứ hai trong hải chiến Manivas là lực lượng tàu ngầm với uy lực quyết định trong chiến tranh. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu với người Anh, Argentina gần như luôn tránh đối đầu trực tiếp ở quy mô toàn diện do tàu tuần dương tướng Belgrano của nước này bị tàu ngầm kẻ chinh phục của Anh bắn chìm. Anh đã mang tới cuộc chiến 5 chiếc tàu ngầm, không chỉ phong tỏa chặt chẽ mặt biển mà còn phát huy khả năng cảnh báo cho toàn bộ hạm đội của Hải quân Anh. Nhiều chiếc cường kích A4 của không quân Argentina đã bị phát hiện trước khi phát động tấn công. Trong khi đó, muốn tiêu diệt tàu ngầm bằng chiến đấu cơ là điều cực khó. Một điều quan trọng khác cần thấy trong trận chiến này đó là tàu ngầm hạt nhân Anh không hề sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất mà chỉ trang bị ngư lôi Tigerfish. Ngư lôi này hoạt động không ổn định, xác suất bắn trúng mục tiêu chỉ khoảng 40%. Ngày nay, Việt Nam trang bị 6 tàu ngầm Kilo 636 với tính năng vượt trội so với tàu ngầm Kilo 636 của Trung Quốc. Tàu ngầm Việt Nam được lắp đặt kính tiềm vọng nhìn đêm, tên lửa đạn đạo đối đất 3M14E tầm bắn 300 km, tên lửa hành trình chống hạm 3M54E tầm bắn 220 km. Hệ thống hỏa lực của tàu ngầm Việt Nam cũng tốt hơn, trong khi tàu ngầm Trung Quốc chỉ có tên lửa 3M54E và 2 ống phóng ngư lôi. Việt Nam được cho là còn sở hữu những tàu ngầm tự chế cỡ nhỏ. Loại tàu ngầm này cùng với tàu ngầm Kilo 636 đủ sức phong tỏa vịnh Bắc Bộ hay thậm chí vươn tới vịnh Á Long, cảng Trạm Giang, những căn cứ hải quân trọng yếu của Trung Quốc. Tên lửa đạn đạo đối đất 3M14E trên tàu ngầm Việt Nam thừa khả năng bắn tới các mục tiêu nêu trên. Tàu ngầm, chiến đấu cơ sẽ hợp thành khả năng tác chiến tổng hợp. Lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam cũng không thể xem nhẹ, đặc biệt là các loại tên lửa đối hạm rất đa dạng. Hai tàu hộ vệ tên lửa cỡ lớn Gepard là chủ lực của Hải quân Việt Nam sau khi được Nga chuyển giao vào năm 2012. Hai chiến hạm này trang bị 8 quả tên lửa hạm đối hạm KH-35 với tầm bắn 150 km, lượng giãn nước lên đến 2.200 tấn. Năm 2013, Việt Nam đặt mua 2 tàu hộ vệ tên lửa Sigma của Hà Lan. Đây là nỗ lực lớn của quân đội Việt Nam trong việc trang bị vũ khí hiện đại. Nguyên bản của chiến hạm Sigma có hệ thống hỏa lực do Pháp sản xuất với tên lửa hạm đối không Nordwestwind và tên lửa hạm đối hạm Falingfish. Sau khi một chiến hạm Sigma, Việt Nam sẽ trang bị tên lửa Pháp hay vũ khí gì? Điều này không ai nắm rõ được. Nếu Việt Nam muốn mua hệ thống vũ khí phương Tây, về mặt chính trị sẽ không có gì trở ngại. Có thông tin cho rằng Việt Nam muốn sử dụng tên lửa Flyingfish do Pháp sản xuất. Tàu tên lửa tấn công nhanh cũng là lực lượng đáng kể của Việt Nam. Quân đội Việt Nam hiện sở hữu cả chục tàu tên lửa tấn công nhanh hiện đại PPS-500. Mỗi tàu trang bị 8 tên lửa hạm đối hạm KH-35. Các nguồn tin quân sự nói Việt Nam đang xây dựng hải quân với nhiều chiến hạm loại này. Giả thiết xảy ra hải chiến Việt-Trung, điều bất lợi cho Trung Quốc là có quá nhiều mục tiêu chiến lược nằm gần Việt Nam thuộc phạm vi tấn công của Hải quân, Không quân Việt Nam.
với sự công kích của tên lửa đạn đạo và số lượng lớn tàu tên lửa tấn công nhanh, Việt Nam có thể áp sát Vịnh Á Long, tấn công các chiến hạm mặt nước cỡ lớn của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc không trang bị tàu tên lửa tấn công nhanh ở Vịnh Á Long. Có thể thấy, Việt Nam đã chuẩn bị sẵn lực lượng bao gồm đủ tấn công lẫn phòng thủ. Với hệ thống phòng không, Việt Nam có ít nhất 2 sư đoàn tên lửa đất đối không S-300 PMU-1, Trung Quốc cũng có loại tên lửa này. Với cả hai phía Việt Nam hay Trung Quốc, nếu dùng không quân tấn công các mục tiêu mặt đất của đối phương đều sẽ phải trả giá đắt. Thậm chí, ngay cả Philippines vốn bị quân đội Trung Quốc không coi trọng, nhưng tình hình đang mỗi ngày một khác. Nếu có xung đột với Trung Quốc, dư luận quốc tế, phương Tây và Mỹ, Nhật Bản nhất định sẽ đứng về phía Việt Nam, Philippines, thậm chí là cung cấp thông tin tình báo hỗ trợ quân sự. Philippines cũng đang mua sắm nhiều vũ khí, khí tài hiện đại từ Mỹ. Uy lực vũ khí Mỹ hiển nhiên không thể xem thường. Trong thời đại tên lửa đạn đạo ngày nay, không một nước nào là có thể dễ gây sự. Việt Nam luôn tăng cường sức mạnh quân sự, một mục đích quan trọng là để tăng cường lòng tin của người dân đối với chính phủ. Đối mặt với láng giềng mạnh, nội bộ Việt Nam thực sự có phần lo ngại về mối đe dọa Trung Quốc. Báo Trung Quốc cho rằng, truyền thông Việt Nam cũng thường xuyên quan tâm đưa tin về các hoạt động mua sắm vũ khí trang bị của nước mình. Trong đó, gồm có mua tàu ngầm lớp Kilo của Nga và hoạt động tăng cường tuần tra trên biển của Việt Nam. Thời báo Hoàn Cầu xuyên tạc việc truyền thông Việt Nam tập trung đưa tin về vấn đề Biển Đông và hoạt động tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam là thổi phồng. Việt Nam đã nhiều lần tuyên bố mọi hoạt động quân sự, mua sắm vũ khí trang bị, tăng cường sức mạnh quân sự của Việt Nam đều mang tính chất tự vệ, là để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, trong đó có chủ quyền biển đảo. Việt Nam có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa với đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý. Quân đội Việt Nam tăng cường xây dựng hiện đại hóa cũng nhằm bảo vệ chủ quyền đối với hai quần đảo này, đồng thời sẽ đánh bại mọi mưu đồ và hành động của bất cứ kẻ thù nào dám xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Việt Nam tăng cường sức mạnh quân sự không nhằm đe dọa hay xâm lược nước nào. Đây chính là chính sách nhất quán của Việt Nam. Chỉ những kẻ có mưu đồ và hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam mới có tật giật mình, nơm nớp lo sợ. Qua nội dung các bài báo, có thể thấy giới quan sát Trung Quốc cũng có nhiều quan điểm trái chiều về vấn đề Việt Nam. Họ chưa mường tượng được nếu xảy ra chiến tranh giữa hai nước thì ai sẽ thắng và kịch bản cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Phân tích dưới góc nhìn Việt Nam, nếu Trung Quốc đánh Việt Nam một lần nữa, chúng ta sẽ lại thực hiện cuộc kháng chiến như hàng chục lần trước đây trong lịch sử. Nhiều khả năng, kịch bản của cuộc chiến Việt Nam-Trung Quốc trong tương lai sẽ diễn ra trên bộ và trên biển. Trung Quốc sẽ đồng loạt tấn công bằng cả lục quân, hải quân và không quân kết hợp tên lửa, giống như cách Nga đang làm ở Ukraine, nhằm tận dụng ưu thế chênh lệch về khí tài. Tuy nhiên, nhìn vào cách Ukraine trong khủng hoảng vẫn trụ được 3 năm trước Nga, với vị thế của Việt Nam hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn. Nếu bị Trung Quốc xâm lược, nhất định 100% người dân Việt Nam sẽ đánh trả, không cho Trung Quốc tiến sâu vào. Người Việt Nam có câu, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Và rõ ràng, Trung Quốc cần hiểu chiến tranh nhân dân của Việt Nam đáng sợ đến mức nào. Một cuộc chiến tranh lớn tại một khu vực nhạy cảm như thế nổ ra, chắc chắn diễn biến sẽ không chỉ trên mặt trận quân sự mà còn là cả chính trị và ngoại giao. Hãy nhìn vào cuộc chiến Ukraine hiện nay, người Mỹ và truyền thông phương Tây đã tích cực khuyến khích cả thế giới chống lại Nga, bao vây cấm vận khắp cả lĩnh vực, khiến Putin cũng phải yếu thế. Trung Quốc chắc chắn sẽ không thoát khỏi tình cảnh này nếu đánh Việt Nam, bởi xét cho cùng, Trung Quốc mới chính là đối thủ lớn nhất hiện nay mà Mỹ cần phải tiêu diệt. Một cơ hội trời cho như vậy, thì một kẻ đế quốc cơ hội như Mỹ sẽ không thể bỏ lỡ. Mỹ không phải cố gắng gì mà sẽ tình nguyện đứng về phía Việt Nam. Thực tế, một cuộc chiến tranh như vậy sẽ tạo cơ hội cho Mỹ giảm sức mạnh của Trung Quốc trên trường quốc tế. Nhiều người nói rằng nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn Nga rất nhiều nên sẽ không sao. Nhưng họ đã lầm. Với bản chất của kinh tế là tính toàn cầu, chỉ cần bị cách ly khỏi thế giới thì đến 10 Tập Cận Bình cũng bó tay. Nên nhớ rằng Huawei đã khốn đốn như thế nào khi bị ông Donald Trump cấm vận, và các lãnh đạo Trung Quốc đều hiểu điều đó.
về mặt chính trị và ngoại giao. Một cuộc chiến tranh với Việt Nam chắc chắn sẽ là cái cớ để Mỹ và phương Tây cô lập lên án Trung Quốc. Các quốc gia sẽ lựa chọn ủng hộ Việt Nam. Việc này không chỉ đặt Trung Quốc vào tình thế khó khăn mà còn đe dọa vị thế của họ trên trường quốc tế, ảnh hưởng đến con đường trở thành siêu cường số 1 toàn cầu mà Tập Cận Bình đang gây dựng. Tóm lại, nếu chỉ so sánh đơn thuần về số liệu trên giấy tờ, thì Trung Quốc hoàn toàn áp đảo so với Việt Nam. Tuy nhiên, khi nổ ra một cuộc chiến thật sự, thì chưa chắc những số liệu đó đã có thể chuyển đổi thành một chiến thắng dễ dàng cho Bắc Kinh. Vài chục năm trước, cường quốc quân sự số 1 thế giới là Hoa Kỳ đã từng rất tự tin vào tiềm lực của mình và dám động tới Việt Nam. Kết quả thì ai cũng rõ. Qua những tổng hợp, giả định và phân tích trên đây, chúng tôi tin rằng nếu Trung Quốc đánh Việt Nam thì quân đội ta hoàn toàn đủ sức để đứng vững. Không chỉ vì quân đội Việt Nam được tôi luyện có binh lửa và có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà còn bởi các khó khăn khách quan mà Trung Quốc sẽ gặp phải nếu tiến hành một cuộc chiến vô nghĩa nhằm vào nước ta. Chắc chắn họ sẽ bị sa lầy tương tự như năm 1979 và buộc phải rút quân mà không đạt được mục đích cuối cùng. Quân đội Việt Nam từng được đánh giá là một trong những lực lượng hiện đại nhất thế giới. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đặt mục tiêu hiện đại hóa quân đội nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là trước một Trung Quốc ngày càng giàu có, hùng mạnh, hung hăng muốn làm bá chủ ở Biển Đông và khu vực. Từ hải chiến Trường Sa, thảm sát Gạc Ma, vụ hạ giàn khoan Hải Dương 981 cho đến thực tế quan hệ kinh tế với Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Nhưng chính điều đó lại mang đến cho Việt Nam một động lực mạnh mẽ để chống lại sự độc đoán bá quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông và khu vực. Tuy vậy, có thể khẳng định Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, thể hiện chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, giải quyết mọi bất đồng và tranh chấp với các quốc gia khác bằng biện pháp hòa bình, không đứng về phía nước này chống nước khác. Không có nước nào có thể buộc Việt Nam phải chọn bên. Việt Nam vì thế giới, Việt Nam vì Việt Nam, vì Tổ quốc, dân tộc và nhân dân của mình. Nếu Trung Quốc quyết tâm lặp lại lịch sử một lần nữa, Việt Nam vẫn dám đánh và quyết thắng. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin lưu ý rằng, tất cả các nội dung trong video này được tạo ra với mục đích cung cấp thông tin và giải trí. Các quan điểm và ý kiến trong video là của cá nhân tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của bất kỳ tổ chức hay cơ quan nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong video này. Quý vị nên tự kiểm tra và tham khảo thông tin từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy. Các vấn đề chính trị luôn phức tạp và đa chiều. Vì vậy, việc tiếp cận từ nhiều góc nhìn và nhiều nguồn thông tin khác nhau là điều cần thiết. Nội dung về chủ quyền và các vấn đề quốc tế được đưa ra nhằm phân tích và bình luận, không nhằm khuyến khích hay kích động bất kỳ hành động nào. Quý vị nên cân nhắc và tham khảo thêm từ các nguồn tài liệu và nguồn thông tin chính thống khi tiếp nhận nội dung này.